Phan Văn Đức được triệu tập sang Lào. Khỏi Covid-19, tiền vệ Phan Văn Đức lập tức sang Lào để hội quân cùng tuyển Việt Nam hôm nay 19 tháng 12. Phan Văn Đức được phát hiện dương tính Covid-19 hôm 15 tháng 12. Vì vậy, 2 ngày sau, khi các đồng đội sang Lào chuẩn bị cho trận ra quân AFF Cup 2022, anh phải ở lại Việt Nam. Hôm qua Văn Đức đã cho kết quả âm tính. Vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định triệu tập anh hội quân. Sáng nay, sau chuyến bay từ Hà Nội, tiền vệ quê Nghệ An đã có mặt ở thủ đô Viêng Chăn. Như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu trung vệ Bùi Tiến Dũng. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel từng ở cùng phòng với Văn Đức cũng nhiễm Covid-19 nhưng chưa khỏi. Văn Đức sinh năm 1996, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh bắt đầu đá cùng đội một đội bóng xứ Nghệ từ mùa 2016 và một năm sau đó giành cúp quốc gia. Đầu tháng này, anh thanh lý hợp đồng với đội bóng quê hương, chuyển Công an Hà Nội theo hợp đồng 2 năm. Giải đấu bước ngoặt với sự nghiệp Văn Đức là U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018. Anh được giám đốc kỹ thuật của VFF lúc đó Jürgen Gitt giới thiệu và được huấn luyện viên Park trao vé vất trước khi đội tuyển đi Trung Quốc. Từ chỗ dự bị, cầu thủ người xứ Nghệ tỏa sáng khi được trao cơ hội. Trong đó nổi bật là trận tứ kết với Iraq nơi anh kiến tạo cho Nguyễn Công Phượng rồi đích thân ghi bàn ở phút 108. Cùng với thủ môn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Quang Hải, Văn Đức là một trong những ngôi sao góp công lớn đưa đội tuyển tới vị trí Á quân. Anh sau đó luôn được gọi trong các lần tập trung bất chấp phong độ, thậm chí được các đồng đội trêu đùa là con nuôi của thầy Park. Tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân AFF Cup 2022 trên sân của Lào ngày 21 tháng 12 trước khi trở về chuẩn bị cho trận thứ hai trên sân Mỹ Đình gặp Malaysia.